Rồi. Hàng chi lâu Có ông rồi. xuống ông không được gì đâu. Thôi vậy, thôi vậy anh về Mà nha. ông có ham ăn quá rồi, ông đi ăn nó chui ra đây đợi ông nãy giờ ông biết hả? Thôi vậy anh đi về cho hai Bi với bạn trai, vô Bi vô ấm giọng nữa. Thì Bi có bạn trai anh về chứ ở đây làm gì đó, là trời xong sắp bạn trai rồi, hai cứ nói chuyện thoải mái tự nhiên đi. Bi Bi định cuốn đồ đi đâu vậy Bi? Chập chấm đắm hình À, thôi Bi mới nhuộm tóc nữa nè, trời ơi. Cái đầu em lên coi thử mấy màu Bi. Đứng im, đứng im, cố đứng im. nữa Màu màu rêu, màu cái vàng, gì chơi gì màu vậy xám, ba màu, màu đen, cái bốn này là màu. bé đầu mà em đâu Em giỡn nữa đâu mai mốt em thành bà Nico bên chùa, bên nhà nhà hoang luôn á. Vừa rồi em định vô chùa bà Nico Diệu Hân em tu, xin tu mà không cho hả? tôi vô đầu tôi chơi không ngại ơi Em nhuộm vậy không biết em còn tu trẻ vậy, em sử dụng tóc thuốc nhuộm mà hôm nay anh gặp em làm nhuộm 3 lần rồi đó Bi. rồi sao Nhuộm mới mốt tóc em rụng hết bây giờ nè. điều mèo Bi hôm nay trời mưa, có bạn trai Bi đến nhà nè, dắt ảnh vô lọc ton đi Bi. trong Nè anh. nhà đâu rồi Nè, đi vô anh xem thử đi. Nè, hôm nay sẵn mưa rồi, coi chỗ đậu nào giọt là dễ lợp luôn nè. rồi mà thôi đi Em mới nhuộm đầu xong luôn hả? Đang để ướt luôn đúng không? Anh thấy hôm nay lúc trước đâu có màu này đâu. Bi em nhuộm này màu này giống bà lão á Bi. chưa Em tiền già đâu thêm lên 5 bà tuổi á. lão, tiền bà lão là màu kia kìa, em lên màu 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 nước thôi à. Nãy em nói màu tóc màu gì? Nhỏ màu gì? Rồi bạn trai, bạn em trai em. muốn màu gì em nhộn nè, Bạn trai em cho tiền em nhuộm tóc hả? có đâu bé đầu em đi chơi á, Chứ tiền đó em có thuốc tiền em mua nhuộm tóc nha. bé đầu em đi chơi với lại mấy 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 đứa bé đầu á, Bé đầu là ai? đỉnh bãi đỉnh đầu em gom vậy em đi chơi anh ơi, mấy tạo mẫu tóc á Sao giờ này nói ăn nói sờ lơ dữ Vi? sao lớn vậy, nói thiệt Anh mà hỏi sao có tiền đi bé đầu nên nói vậy sao anh hiểu? nói gì nói sờ lơ là sao, Sờ nói lơ gì là nói nói vậy không nói đâu vào đâu á. cho anh im luôn vậy. Rồi hôm nay Bi, nhà Bi vẫn còn treo mấy sợi vàng vàng nè hả? Bữa Bi nói cọng dây này vàng lá bao nhiêu anh quên rồi ta. Vàng 24 hay 18 vậy? Tám cao cấp ông nào. Rồi hôm nay tình cờ xuống phát hiện Bi với bạn trai. Ủa chín rồi. Đây coi chín đầu nó có một cái nụm cháy rồi mới hối luôn rồi. Đây nè. Đây. Vậy Cái quay màu, gì cái màu vậy? này Chuyện màu của má bạc, màu bạc tóc mà tóc sắp bạc nè. Rồi tóc sắp lụng hết luôn rồi Bi ơi. Em biết mấy bà mà bị hói đầu chính giữa đầu không Bi? Cái đó anh khuyên em nha, đừng có nhộm nữa, không phải là làm nhộm nhiều là mở tốt lệnh đâu. coi đi, quay làm gì quay nữa, quay hay ổng dậy đi mở lệnh coi đi coi giống nãy đừng quay nữa, em muốn chị quay đâu quay hoài, Hôm nãy anh xuống Bi định dọn đồ đi đâu vậy? em quay một cái là coi lâu coi hoài luôn. Bi anh nghe một số anh YouTube nói là bữa phát hiện một người đàn ông trong nhà em á, là sao vậy? Em kể. Là bữa Mà có anh đêm YouTube. hôm á, đêm hôm là cái anh, cái chú nào ở nhà em vậy? Ai bò vô nhà em vậy? Tinh tinh bò vô. Chú nào ngồi giống hôm á em? À, không gì, chơi với em á. Ai vậy, người đó là Rồi ai, ai vô chơi với em vậy? ai biết sao hả? Thì đúng rồi, cũng vậy thôi. Rồi ông nói vô chơi là với Bi là sao? Anh nói anh không hiểu, là vô ngủ lại nhà Bi luôn hả? Là Bi dắt ông đó về ha, ông đó tự vô nhà. Em Bi. Hôm đó là cái anh YouTube bạn anh đến là thấy có người đàn ông lạ trong nhà không dám vô, tại vì không biết đang làm gì trong nhà rồi đâu dám vô. Hôm nay gặp Bi anh mới hỏi nè. Là ai buổi tối trong nhà Bi vậy? Người đàn ông trung niên với Bi. Bạn Bi nãy Bi mới nói đó. Nhà em tại em không có nhà rồi, đừng phá em nữa. Chứ em đi về, em về. Cái chú vậy mới đi vô đêm hôm nè, có 8 giờ tối đêm hôm em nhớ không? Là Đêm chú đó hôm bạn Bi hả? À, bạn của mẹ Bi. Thì Ai vậy Bi? Hồi đó giờ anh đến nhà em quay em tối nhiều lắm mà không gặp. À, hôm nay anh nghe cái anh quay chung anh nói lại anh mới biết nè. Ai vô nhà em? Thường bữa anh vô em đuổi ra mà sao hôm nay có người đàn ông lạ trong nhà em buổi tối kìa. chuyện của em có ai đâu, Là Bi làm gì có tiền, Bi nhộm đầu với ai cho tiền Bi vậy? em vào bà cố luôn á.
Tại em quá chừng mấy em không có tiền chơi thôi á, chứ muốn em muốn rút nhiều tiền cũng có. Nhưng mà ở đây không có tiền. Dạo này bị bớt uống xì tin rồi đúng không? Nghe là anh cũng không uống xì tin, chuyển qua number one rồi hả? Hả? Ai mua cho em hay em mua vậy? Gì? Ai mua nước ngọt cho em vậy? Nước ngọt hả? Đợi chồng mua luôn. Ở đây hết tiền ăn rồi. Sao nãy nói mình giàu mà sao nói hết tiền? Vậy anh không biết lệnh cũ em chơi hả? Em thì tiền đúng rồi. Em mới đầu em chơi em giàu thiệt. Mà giờ hết tiền rồi. Chừng nào anh hết tiền? Ý anh hỏi là nước ngọt này ai mua? Mẹ Bi mua, Bi mua hay bạn trai Bi mua hay anh YouTube nào mua? Thầy đậu em xuống mua đó. Cái này ta mua cho Bi chứ đâu phải Bi tự mua đúng không? Nếu Bi tự mua là Bi vẫn uống xì tin nè. Tại em chú xuống cho tiền em chơi nè. Nè anh nói Bi đừng có nhộm đầu nữa nha Bi. Em nhộm là mấy cái màu trên đầu nó không lên nữa đâu mà hư da đầu rụng tóc hết đó Bi. Cái chân tóc từ từ nó khô nó cháy á, lúc đó là em thành gì, em thành không phải là công chúa Ori nữa mà gọi là mẫu hậu Ori rồi, thành hoàng thái hậu á, hiểu không? Hoàng thái hậu đây cũng có chứ. Em có coi phim á? Đu má không lấy tên mình lên mà thấy Vi ta. Em có coi phim Tàu không, là khi mình về đúng già ta gọi là hoàng hậu, trên hoàng hậu nữa, hoàng thái hậu á. Hoàng thái Vi á, tóc mình rụng hết mình già thành hoàng thái hậu á, hiểu không? Em không phải hoàng thái hậu. Mà em là Hoàng Thái Bi thôi à, thật ra ở dưới đây là anh dưới đi vòng vòng. Là nếu mà tóc em rụng lần sau anh gặp em không xưng em là công chúa Uri nữa nha. Ngày là thằng Trần Trần gì nè. Bạn trai của em sao gọi là thằng anh này luôn chứ. Dạ. Anh thiết gì đó. Đây đây nè, ngồi đây nè. Bạn trai tự nhiên có bạn trai nói với ảnh vậy sao, ảnh sao, ảnh lọc ton cho. Cho nút nhà. Bao nhiêu miếng ton đâu. Hôm nay trời mưa định xuống gặp Bi mà nghe nói bạn trai Bi đến ở hai người ở trong ngôi nhà túp rượu chanh, cúp rượu chanh hai quả tim vàng mà đến hết mưa rồi. Đúng rồi, túp rượu chanh hai quả tim vàng, nhà nghèo quá à. Thấy anh xuống lâu quá, đợi anh mấy giờ. Thôi dắt vô anh xem nhà cây 20. Dắt cái đập vô luôn. Cho hai người ở trong căn nhà trời mưa một buổi mưa tiếng mấy đồng hồ luôn nè. Ngồi chống ấm chống ông nội. Hèn chi lâu rồi. Xuống ấm không được chị giáo. Thôi vậy. Thôi giờ anh về nha. Không có ham ăn quá, rủ đi ăn, nó chui ra đây đợi ông nãy giờ, ông quyết hả? Thôi giờ anh đi về cho hai Bi với bạn trai vô, Bi vô ấm giống nữa. Không gọi nó ham ăn em nha. Chạy ra rủ anh đi ăn á. Nó hỏi anh ăn gì chưa. Nó kêu anh dắt đi ăn đi. Nên anh về đứng đợi anh nãy giờ. Bạn trai của em mà sao xưng nó xưng ảnh chứ? Bạn trai đâu, em đâu có biết. Nói giờ hai người ấm chổng tiếng đồng hồ, tiếng mấy đồng hồ thôi. Anh đi anh ướt người hết nè. Trời tranh thủ trời mưa xuống coi làm gì mà cuối cùng đi xuống không kịp. Không. Mưa lớn quá, tạt ướt hết áo rồi, phải trú mưa kiếm phải chỗ tránh rồi. Thường ngày anh đến là trời mưa Bi vẫn đuổi anh về luôn mà. Bởi vậy... Lúc nãy anh đợi anh đó chứ thiệt ra. Em kêu anh đi đi, đi đâu biết không chứ. Đi đâu tiếng đi mình lại chơi con mỉnh này à. Thôi Bi đừng, Bi đừng nói, đừng biện hộ. Bi nãy Bi nói mới ấm trong chổng tiếng mấy đồng hồ à. Thôi vậy anh về nha. Em đi chơi bạn trai em đi. Bye bye Bi. Bye. Về đi. Rồi. Đó, rồi rồi nè, xuất hiện nè. Đó đó. Bác trai Bi xách cái ba lô đi đó, đó từ trong nhà ra đó. Anh nói đâu có cãi đâu, thấy chưa? Bác chạy trận rồi, Bi còn chói nè, thôi anh về. Để mấy công có bạn Bi, để Bi chơi bạn trai Bi đi. Sao vậy? Thì Bi có bạn trai anh về chứ ở đây làm gì? Đó, là trời chăm sóc bạn trai rồi. Hai cứ nói chuyện thoải mái tự nhiên đi Bi. Coi như anh không có gì đâu. Phát hiện động trời bạn trai chú mưa trong nhà Bi gần 2 tiếng đồng hồ nên cuốn qua ly bỏ đi. Tức là lên triệu view luôn á. Rồi Bi mới hình như Bi mới tóc ướt nữa, mới gọi đầu xong nữa. Thôi vậy anh về nha, để em với bạn trai em đi ăn đi. Anh đi theo làm gì? Anh đi theo thôi, đi với bạn trai đi nhé. Anh đi theo chơi làm gì? Hai
Hai người đi chơi vui chứ có anh đi theo làm gì? Đâu có ăn gì đâu. Ê, bye Bi nha, anh đi nha. Thôi giờ thử coi nay coi Bi ăn cơm gì cái rồi đi. Ra Bi bạn trai Bi làm gì thì dắt đi ăn nha. Coi có cơm không mà sao dắt Bi đi ăn. Canh khoai sọ. Bi hôm bữa em thuộc cái bài hát gì chưa Bi, câu hứa chưa trọn vẹn nên em ca lại cho anh coi. Có chuyện vậy hả? Ừ. Mình đã yêu nhau thật sâu, sâu chỉ là lời dối khi ông nào cuối ra hồng bước theo chồng mà anh nghĩ. Từng câu hứa trên đầu môi yêu thương này cũng nói rồi. À, Này ca cho bạn trai đứng này trước luôn nè, nhìn tình cảm vô. Đang đóng MV luôn mà. Rồi hả ta? Rồi nè, nhìn trước mặt ảnh ca kìa. Mình đã làm sao chỉ là lời nói. Theo đâu? Áo cuối. Áo cuối bên ngồi bước theo. Em bước bên người. Theo đâu? Không nhớ. Hehehe.